Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sadec TV. Các bạn thân mến, thì tiếp tục chương trình khám phá ẩm thực ở Sadec. Thì hôm nay Sadec TV xin giới thiệu đến các bạn một món ngon cũng vừa mới xuất hiện ở Sadec, đó là cơm heo quay, gà quay. Sau đây thì mời các bạn cùng mình khám phá cái ẩm thực với món ăn này nhé. Xin mời. Ở đây mình bán mấy món chị? Bán cơm heo quay sáng lại cơm sườn nướng của chị anh. À, sáng là cơm heo quay, chiều là cơm sườn nướng. Đúng rồi. Ở đây thấy có bún nè, bán bún nè. Bún heo quay anh. Bún heo quay rồi cơm heo quay. À, đây có đùi gà quay nữa hả chị? Dạ. Rồi, giòn xinh xinh kìa. Cơm là mình bán sao chị? Dĩa nhiêu? Dĩa 35 ngàn anh ba rọi, còn sườn là 40. À, 35 là ba rọi, còn sườn là 40. Dạ. Nè, lại anh gục quá, lại không được. Rồi, đừng mặt em nha. Nói gì chứ lời hơn. Ở đây là mình bán cơm thôi chứ mình đâu có bán thịt riêng đúng không? Có, anh bán thịt riêng luôn anh. Dạ. Riêng rồi bán sao? Ba rọi 300 ngàn anh. Sườn 35 rưỡi. Còn đùi gà thì sao? Mà một dĩa 35 ngàn. Dĩa 35 ngàn. Còn mua đùi riêng thì sao? 20 ngàn. 20 ngàn một đùi. Dạ. Ở đây em thấy có trứng ốp la nữa, là để em bán cái gì chị? Bán cơm anh. Cơm ai cần ăn trứng ốp la thêm thì để vô hả? Đúng rồi. À, ai kêu thêm thì để vô, thêm cái trứng vậy là nhiêu nữa? 100 ngàn. Dạ. À, heo quay bún thì sẽ có kèm chung với mì nữa đúng không? Trời ơi, cái da nó giòn đã quá. Cái đó là sườn hả chị? Đây ba rọi. À, ba rọi. Rồi làm dĩa bún đi chị.
Đây thưa các bạn, đây là dĩa bún thịt quay. Ở đây thì bán cả hai món nha các bạn, là cơm và bún, nhưng mà mình thì mình thích ăn bún hơn là bún. Đây là bún thịt quay ha, chúng ta thấy này là có ba rọi và có cả sườn luôn các bạn. Đây còn có mì nữa nè ha, và rau thơm, giá dưa chua ha. Và ăn kèm với bún này á, thì chúng ta có hai loại nước chấm nha, một là nước mắm, hai là nước tương. Thì mình chọn nước tương nha các bạn, nước tương này nước tương tỏi ớt nha, thì có tỏi sẵn rồi, giờ mình để vô miếng ớt nữa. Quán này tên là quán Phương Anh nha các bạn, nằm trên đường Nguyễn Cư Trinh nha, và xéo xéo cái chùa Thiền Huệ, cũng khá là dễ tìm. Quán này cũng mới mở 2 ngày nay thôi, cho nên là mình cũng ghé quay số hình ảnh để giới thiệu đến các bạn nha. Cũng là một trong những cái ẩm thực mới ở Sa Đéc nha. Theo như hồi nãy chị chủ với chia sẻ thì đây là cái chi nhánh thứ hai nha các bạn. Quán Phương Anh này còn có một cái cái điểm bán nữa là ở bên Hòa Long của La Dung nha. Ở Sa Đéc là đây là cái điểm đầu tiên nha. Rồi bây giờ thưởng thức nha các bạn. Nói chung là cũng rất là lạ miệng. Buổi sáng thì thường thì ở Sa Đéc thì các cái món ăn từ cơm thì khá là nhiều, ví dụ như cơm sườn nướng, cơm gà thì nhiều, nhưng mà cơm heo quay thì cũng ít chỗ bán nha các bạn. Và bún heo quay thì cũng vậy ha, và cơm heo quay, bún heo quay thì ngon hay không thì mình sẽ thử miếng thịt nha. Da rất là giòn, ba rọi da rất là giòn. Bây giờ chủ yếu là heo quay mà cái da heo nó giòn là ok nha các bạn. Tương thiếu rồi mình phải thêm một miếng nữa mới được. Bì cũng rất thơm ha. Đây miếng sườn nha các bạn. Đây miếng sườn như thế nào? Cái thịt nướng ướp khá là vừa ăn. Và nãy đặc biệt có trứng súp nữa các bạn. Súp này thì có bắp, có thịt nè. Mình thử xem cái miếng nước súp như thế nào. Bình thường thì mình đến mình ăn món cơm hoặc món khô mà có nước súp thì thường là mình thử nước súp. Nước súp ngon thì mình sẽ đánh giá là ok. Nước súp này mình thấy là ngon đó, ngọt á, khá là đậm đà. Người có món cơm nữa. Mình thì mình thích ăn bún hơn, cho nên mình cái bún. Các bạn ở đây đến đây nếu bạn ăn cơm thì nó có hai loại thịt quay, đó là thịt heo quay và đùi gà quay. Nếu bạn chọn món nào thì mình kêu món đó. Cái bảng giá thì lúc nãy mà em gái đó cũng có trả lời ha, thì cái giá thì cũng tùy vào cơm sườn hay là cơm ba rọi mà có cái giá khác nhau ha các bạn.
Mình đang quay cách nhân ăn những cái da nó giòn, nhai ra rộp rộp rộp. Như nãy mình nói đó, ở Sa Đéc thì buổi sáng thì rất là nhiều món ăn, nhưng mà cái món mà cơm heo quay hoặc là bún heo quay này thì thường người ta chỉ bán buổi trưa và buổi chiều đó bạn. Cho nên là buổi sáng thì đây cũng là một trong số ít những quán bán cái món này ha. Nếu như bạn muốn tìm những cái món mới để thưởng thức thì đây cũng là một trong những cái điểm đến mà Sa Đéc TV muốn gợi ý và giới thiệu đến các bạn ha. Rồi, theo mình cảm nhận đánh giá sơ bộ á, thì cái quán này khẩu vị thì khá ok đó, nhất là thịt heo nè. Cái miếng thịt heo ở ngoài da nó rất là giòn, mà nó vừa ăn nữa. Miếng thịt ở trong thì ăn nó còn tươi, rất là ngon nha các bạn. Cái sườn cũng vậy, sườn thì nêm, đặc biệt cái miếng heo quay mà nó ngon hay không là do nêm nếm á các bạn. Lúc mình ướp gia vị để mình nướng thì cái này là ướp gia vị để mà quay thì rất là vừa ăn ha. Thì theo mình đánh giá thì đây cũng là một trong những cái món ăn mà cũng khá là ngon đó. Rồi riêng các bạn có cảm nhận riêng như thế nào thì mời các bạn đến đây các bạn thưởng thức để các bạn có sự cảm nhận riêng ha. Sa Đéc TV chỉ làm cầu nối giới thiệu và gợi ý đến các bạn thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Sa Đéc TV sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến các bạn những cái món ăn từ quen cho tới lạ, những món mới hay là những món truyền thống mà có mặt ở Sa Đéc, để giúp các bạn có thêm cái bản thực đơn cho riêng mình, để mà mình có dịp đến Sa Đéc để thưởng thức ha. Rồi, đặc biệt nếu các bạn có những món ăn ngon hoặc là những quán ăn mình mới mở hoặc là có những cái món ăn muốn giới thiệu đến khán giả thì có thể liên hệ với Sa Đéc TV qua số điện thoại hiện trên màn hình ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.